các bạn ấy đứng rồi lát này dậy đi, ngủ cái gì. Mấy thanh niên này đang đứng chém xuống thì mới ấy ạ. Ôi, cố lên. Chán mấy thanh niên này hết rồi, còn bạn nữa, bạn này thì cho một một tên vào mõm thôi. Rồi 2 km là xong nhiệm vụ. Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series về Day to Die ở sân bay quốc tế. Thì hôm trước thì mình có Death Blue Moon lên được cấp 6X, cho nên bây giờ chắc mình sẽ đi chế cái đồ, mình sẽ chế thêm một cái shotgun và chế đạn đấy các bạn. Bây giờ cần đạn này. Đấy, hôm trước mới đép vào lúc ngon, hôm nay vào thì đã sợ ở đây 68 rồi. Còn 2 day nữa là sẽ vào lúc ngon, nhưng mà 2 day nữa thì cũng phải mất 3 tiếng như các bạn, bởi vì mỗi một ngày ở trong game là bằng 90 phút đó. Đây thì mình cũng có được một số cái đồ, mình cứ để tạm ở đây, sau mình có thể thay các bạn. Rồi vượt trước, trước nhất thì mình sẽ phải chế một cái, có một cái mốt ở trong đây, nó có một cái mốt là bắn để hồi lại đạn như vậy. Mình xem nó là cái mốt nào. Cái này đây này, nắp và súng Gatun Armor 50%, có nghĩa là nó sẽ hồi lại cái gọi là những cái linh kiện, ví dụ viên đạn nó ghép bằng 2 3 miếng thì nó sẽ hồi lại một trong một cái miếng đấy, thì mình sẽ tiết kiệm được khá nhiều. Ok, cái này thì tốn bao nhiêu? Ui giời, 15 cơ ạ, mình mới có 14. Thôi thế thì thôi, mình sẽ xem cái đoạn coin đi. Thì mình chỉ chế đạn shotgun thôi. Coi shotgun thì cần iron úp shop ạ. Thì mình cũng có khá nhiều lít, nhưng mà hiện tại là mình đang thiếu đất ạ. Thiếu đất các bạn, mình cứ để tạm mấy cái này ở đây, súng ống này. À, sau xét lại sau, đang thiếu đất thì hơi dở rồi, chắc cái này thì là xong hết rồi. Mỗi cái nhà này một đống steel đây, mình sẽ áp cái bay ngọn nền ngay. Nói chung là bay tầm này thì mình ghép kể cả đến bốt cũng không vỡ được các bạn. Ai mình nhìn với cái bay của mình là thoải mái đó. Hiện tại là mình có thể áp cái bay mình khá là cao, mấy khẩu súng này thì cũng chả xài. Bán đi cũng được, cho mấy cái bạn mới cũng được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình đang hết đạn shotgun nhé các bạn, quá nhiều. Cái này thì mình mua 3.000 viên thì mấy cái hộp thôi, có gì đâu. Mình mình vẫn còn 8.000 tiền, 8.000 tiền thì mua được cối thứ các bạn. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình cũng chả cần những cái gì ở cái này khác cả, chỉ cần mỗi cái đấy thôi, mỗi đạn là shotgun thôi các bạn, cũng chả mua cái gì. Thôi gì đấy, đít à. Tự dưng đơ một phát, bạn này bạn toàn bán cái đồ ấy thôi, cũng nhặt được cua quay khiếp. Thì đây cứ thanh niên này bán cũng gần hết cái thanh niên này, bây giờ bán chỉ đồ lát thôi, không có bán dao giết gì cả, bán kiếm.
cái shop của mình thì cũng gần như hết rồi, bán thì cũng gần như hết. Lúc nào bán mình sẽ bán đồ linh tinh, mình sẽ bán ở trong đấy. Úi giời ơi, mấy thanh niên này bán mấy cái đồ chế chán. Bạn này cũng toàn bán cái linh tinh thôi. Máu miếc thì cũng khá đầy chỗ. Ok, hết 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 hàng rồi các bạn. Nhưng bán được 7.000 thêm nữa. Bạn này thì chuyên đồ ăn thức uống thôi đúng không? Đấy. Thì chuyên đồ ăn thức uống uống thì đây mình mua. Bánh này ăn cho nó no. Ủng hộ mất có 1.000 tiền ạ. Có người nấu ăn cho tận miệng. Mua hết được chưa? Ủng hộ. Ủng hộ cho nó server nó vui vẻ chứ. Mình ăn cũng có hết đâu. Đang cầm cái. Ok, mình sẽ le đến cái khu vực thứ tư của mình, gần sa mạc. Ô, quên, mình vẫn lại cầm khẩu khẩu quay à. Chỗ này nó lại bị sập à. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. Cũng không có gì đặc sắc các bạn. Tất cả đồ thì cũng có hết rồi cho nên là. Rồi bây giờ đi tìm khu ấy thôi. Lại quên không đây khu chơi đời 3 rồi. Mình muốn đi tìm một cái khu ở thành phố mới. Hiện tại là mình gỗ của mình cũng còn ít. Chế được 100 cái à. Đây đây đây. Còn cái này. Nếu mà cần thiết thì sẽ trồng ra các bạn. Và trồng ra luôn cái này. Ví dụ gặp dung đỏ thì mình cũng xử lý máu miếc các thứ, nước miếc là ok rồi. Đây chắc nước mình sẽ để ở trên nhé các bạn. Trời rét, bạn này bạn đứng ở ngoài một mình làm gì? Đứng ở ngoài làm gì đấy? Ô ô, khoan cái này để rút vô. Mình sẽ đeo kính hút vào ạ. Ok, 400. Rồi. Có ngon, có cái này đang thiếu này. Đạn. Ok, bạc, mũ. Cái này thì cũng được. Đây có một cái mốt để dành cho súng AK thì phải. Mốt này nó sẽ khá là đây. Đấy, nó tăng tốc độ bắn lên khá là cao nhé. Cộng thêm 56 tốc độ bắn nữa. Bắn khá là nhanh. Đây thì nó là một cuốn sách rồi. Cái tủ hòm sách ạ. Một cái ấy. Thôi thế thôi, cũng chả còn cái gì. Đây. Úi giời. Cũng còn cái gì đấy. Đạn biết thứ.
Cái quan trọng mình đã loot rồi. Bây giờ đi tìm sách thôi. Con gấu à? Thôi cho nó được sống các bạn. Mình đang muốn tìm một cái nhà nó nhiều sách. Cái nhà này thì ở tầng 2 hay ở tầng 3 gì đấy. Đúng không nhỉ? À đây vẫn có sách. Không lũ sách luôn ạ. Ngon đấy, chỗ này sách thế này là ngon đấy, hoặc là cái này nó mới hồi như các bạn. Mình nghĩ vậy. Chỗ này là chỗ mới hồi rồi. Mình có cái kính xịn rồi, đi đi đêm thì không phải lo. Ok. Thợ săn buổi tối. Ok. Thằng này sẽ trâu máu ạ. Trâu máu này. Nó bị đơ ạ. Sợ đông người là nó đơ như các bạn. Zoom nó không lùa. Ikea Ba Tham. Đây. Đây là một cái nhà sách thì chắc là mình sẽ xét xét để ở cái nhà này luôn. Sau mình xét một phát là mình sẽ bay lên đây luôn nha các bạn. Đây mình sẽ remo đúng không? Te nè cách 1. Remo. Te nè cách 3. Mình có 3 và 4. Ok, thì mình sẽ xét là te nè sách. Test te nghe sách cho nó dễ đánh dấu luôn. Ok, te le sách là được rồi, tạm thế đã. Bây giờ đột nhập vào trong đây xem tình hình nào. Cái nhà sách này nó không lớn nhưng mà nó cũng tương đối nhưng các bạn có zoom. Ôi rồi lút hết rồi các bạn, hơi đen. Nhưng mà thôi không sao, mình có thể căn ngày. Hôm nay là bị lút rồi thì có thể ngày mai, ngày kia, ngày kia gì đó. Ở đây thì mình chỉ cần cái làn gỗ này thôi. Mình chỉ cần nhảy lên thôi. Đang không có zoom ạ. Kính nút thôi. Ok. Đấy. Thêm ít máu, ít đạn. Thôi, lấy nút. Thế, nếu thế thì thôi. Ui ảo ma Canada. Uống luôn. Máu thôi. Một khẩu súng gan đi tận coi. Ok. Thôi, thế thôi, chỗ này thì cũng chả cần gì. Zoom nó bị đơ hết thật các bạn. À, mình có thể đi khai thác một ít đất cát. Nhưng mà chắc mình phải đi ra một chỗ khác. Các bạn ấy đứng rồi lát này chạy đi ngủ cái gì ngủ ngủ cái gì. Mấy thanh niên này đang đứng chém 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 xuống thì mới ấy. Ôi, cố lên cố lên. Chán chán mấy thanh niên này hết rồi, còn một bạn nữa. Bạn này thì cho một một tên vào mõm thôi. Rồi
2 km là xong nhiệm vụ. Không ổn tí nào. Bây giờ cứ đi thôi. Chỗ nào núi cao thì đào. Ví dụ như mà mình muốn đào một cái quả quả lầy chẳng hạn, là mình đào được, trông nó cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Đấy, đào hẳn cả một quả. Vẫn không nhiều lắm, nhưng tốt nhất là mua trong shop, sẽ là hiệu quả nhất. Đào cả một cái đồi nhỏ nhỏ. Đốt chỗ này vậy. Bởi vì cái thời gian mình kiếm được tiền còn nhanh hơn là mình đi đào đất như thế này. Bỏ ra 1-2 nghìn tiền mua rồi ngon hơn. Ok, sẽ về cái shader. Shader thì lại phải về lobby hơi xa. Mình sẽ tele home vậy. Cất một số cái vào đây. Đây lấy gì này. Một nghìn viên, 2 nghìn viên rồi. Chế tạo đạn sắt gân thì cơ mà mơi ra. Ok. Nên là tổng mình có khoảng tầm 6 nghìn viên sắt gân rồi đấy. Chắc thế thế thôi các bạn. Còn cái này thì có thể vẫn chạy steel. Cái này mình cần phải chế tạo steel với cả ấy các bạn, đồng để chế tạo đạn laser nữa. Đây, nói chung là mình cần phải chế tạo phóc steel và cái này 4 nghìn. Đấy, làm 2 cái máy này chuẩn bị trước khi mình có chế tạo được đạn. Đây đồ ăn đây. Mua một đống đồ ăn về tích ở trong nhà. 28 cái này thì mình cũng chế được một cái mốt hồi đạn rồi. Đây, cái này mình cần Fox Steel Electric. Ok. Rồi, một phát. Đây, cần cái này mình cần xăng ạ. À, cần oil ạ. Oil là mình cần khá nhiều như vậy. Đấy, lấy oil đi. Rồi, ra đây chế. Thì mình nhớ là mình có mấy cái part. Thứ nhất là đây, coil gun. Đây là coil slipper ạ. Coil gun rồi đây. Coil zip. À hiện tại mình đang chưa có bình ắc quy. Bình ắc quy ở ngoài này mình nhớ vẫn còn một cái. Đây. Cái đồ này nó là đồ điện cho nên nó phải có bình ắc quy. Rồi. Coi shotgun này revive. Mình có 2 cái rồi. Mình cần coi barret, cần 4 cái ống nước nữa. Đơn giản.
chuẩn chắc là chuẩn bị về đây cho nó quy về một mối rồi các bạn, chạy đi chạy lại này. Đừng bảo là đang thiếu ống nước nhé. Thiếu ống ở đây lại có thêm cái này nữa. Đấy. Thiếu ống nước thì mình lại phải ấy rồi. Mấy cái này để làm nhiệm vụ. Thiếu ống nước là mình phải chế. Đây. Trời sáng 69. Bây giờ mình chế được cấp 4x. À, có hai cái này thì mình cần hai cái này. Đấy. Coi gun pad cần hai cái, coi gun grip cần hai cái. À, coi gun grip hiện tại mình đang có một cái ở đây nữa là ok rồi. Thế thì chuyển coi gun barret này là một. Coi gun pad rồi. Tạm như thế đã các bạn. Ok chưa? Làm ba cái hòm này thì nhét hết các cái đồ xây dựng vào đây các bạn ạ. Coi như là cứ đồ ở đâu mình để gần ở đấy thôi, chả cần phải ghi tên là cũng nhớ. Tất cả những cái đồ xây dựng mình sẽ cho hết vào đây. Riêng cái khu này. À. Đỡ phải ghi đất đá này. Chế độ thì ở chỗ này. Chế độ thì tất cả những cái đồ gì liên quan đến đây. Đinh điếc các thứ này. Ra giết. Mấy khẩu súng rẻ này thôi, cho mấy bạn cấp thấp thì đỡ phí. Một hai ba, đấy làm hai khẩu súng. Cần oai ạ. Mốt đây rồi, cần oai mình sẽ chế được khẩu 51 luôn. Oai thì chắc ở đây thôi. Chế hai khẩu 51. Thế là ngon rồi. Khẩu 3x này thì chỉ để sửa đồ thôi. Đấy, mình sẽ để ở đây mình sửa đồ luôn. Đây là một hòm chứa chuyên để súng thôi. Tất cả các loại súng coil chẳng hạn. Đó. Rồi máy khoan này bắt đầu thay cái này đi. Đấy, cái này nó sẽ xịn hơn nhé các bạn. Độ bền slow chậm nó sẽ giảm 40%. Cho nên là đây, cho luôn cái dao này vào là xong. Mấy cái mút này vứt đi cũng được. Để mình cần ít đất này, còn 53 miếng thịt thối nữa. Chế tạo lốt. À.